Sức khỏe 60 giây. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui máy hút sữa một bình ha. Đây là của hãng Sanity nè. Cái hãng này cũng khá là nổi tiếng về thiết bị mẹ và bé. Thì mình có loại hai bình và loại một bình trên kênh Sức khỏe 60 giây. Mình sẽ có hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng chi tiết rồi. Hôm nay mình sẽ cùng thử khui máy xem bên trong máy có những gì. Rồi trên vỏ hộp cô chú mình thấy ha. Đây là thương hiệu của Đức ha. Công ty của Đức nè. Và giá niêm yết của hãng là 1.250.000 nha. Cô chú mình nếu mà mua hàng chính hãng thì xài khá là bền và có phụ kiện thay thế. Nếu mà như mình mua hàng trôi nổi đó, máy hư sẽ không có chỗ sửa và sẽ không có linh kiện để thay thế cho chú ha. Rồi, và đặc biệt là những cái thiết bị mẹ và bé đó, nhựa nó rất là tốt và theo tiêu chuẩn của Đức luôn đó. Rồi mình sẽ có phiếu hoành ở trên đây và hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh luôn ha. Hoàng Sơn có một cái video hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng rồi. Rồi thì mình sẽ khui máy. Nếu mà nhà hàng chính hãng thì mình có những gì nè. Đây là một cái thân máy đó. Nếu mà như mẹ của bé đó đi làm mà vẫn còn sử dụng máy hút sữa thì cái này nó khá là gọn à. Một bên là mình cắm điện ha. Có chuông cắm điện nè, cắm vào điện nhà. Rồi bên còn lại á, mình sẽ cắm vào trong một cái bình cộng dây đó. Hai đầu này giống nhau đó, mình sẽ cắm vào trong một cái bình như thế này. Rồi nếu mà như hàng chính hãng thì mình sẽ có một thân máy nè, một cục cắm điện nè, một cái ống nhựa, ống thông hút hơi nè. Rồi mình có một cái bình ha, một cái bình và một cái van. Cái van này quan trọng lắm cô chú nghe đó. Khi mình rửa cẩn thận bị mất, và mình hàng chính hãng sẽ cho mình thêm một cái nữa nè. Mất thì nếu mình mua hàng của hãng mình vẫn có phụ kiện để thay thế nha. Đó, có nhiều sản phẩm ở trên thị trường đó, mình mua không rõ nguồn gốc thì sau khi mình mua mình bị hư cái van một chiều này là coi như là bỏ luôn cái máy luôn đó. Rồi đó, mình sẽ mở máy ra ha. Đây là cái quặng nè, để khi mình mở ra mình rửa nè ha. Rồi Hoàng Sơn có một cái video hướng dẫn cả nhà mình cách thay thế các phụ kiện này rất là dễ dàng rồi. Bình nhựa này rất là tốt ha, của hãng Sanity luôn đó. Rồi cô chú thấy đi theo phụ kiện cũng khá là nhiều nha, và đầy đủ nè. Cái bình gắn vào rồi. Nếu mà như các em thì mình nên mua những cái hàng chính hãng để mình sẽ có được những cái nhựa tốt cho bé nha. Phụ kiện này thì có đầy đủ, nếu mà như cô chú mình sau này mà có bị hư hoặc bị mất thất lạc á, mình cũng có thể mua dễ dàng ha. Rồi mình cho máy vào. Đó, và đây là cái cục chiếu điện ha. Rồi Hoàng Sơn cảm ơn cả nhà đã theo dõi, có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha.